chẳng cần phô trương. Người tài đức hạnh hiền lương, khắp nơi kính trọng yêu thương trong lòng. Như sen hồng trước bão giông, dần ngang ngát thơm nồng, là ông Quỳnh Văn Bé luôn sẽ chia giúp người nghèo khó khăn. Dù ông trải qua thăng trầm bấy nhiêu năm, mà giờ đây tiếng tâm là người giàu nghĩa nhân. Ông thích cho đi khi người dân đang cần ông giúp. Tiền lo sách vở học trò, tiền lo bếp ăn đỏ lửa, xã tự nhiên hương. Người tài đức hạnh hiền lương, trong sáng tột cùng thì tiếng tâm không cần phô trương. Cùng người người muôn phương kính trọng, vì ông đã cho đi rất nhiều niềm tin và hy vọng, để bao số phận hẩm hiu tìm ra lẽ sống riêng mình. Tôi học được ở ông về cách sống yên bình. Nếu ai đó làm mình khó chịu thì mình nở nụ cười rồi lắng lẽ rồi đi. Còn ai đó trót hãm hại mình thì mình cố gắng quên đi, đừng sinh hận. Bậc thầy kiên nhẫn để thành công, khi thành công rồi ông tặng người dân lòng bác ái. Tận tâm chỉ dạy, nhưng đâu đã ganh đua tranh cãi chẳng ít gì. Đừng dương vào thị phi toán tính so bì, vì điều đó thật ra là vô nghĩa, chỉ mang lại muộn phiền khổ não mà thôi. Đừng vì lời người giả dối ở đầu mối mà dối tin để rồi nuối tiếc. Nên ông Quỳnh Văn Bé gần như ai cũng biết, từ đó sen hồng phú xã tự nhiên hương.
là doanh nhân, nhưng quá nổi khiêm nhường đã dạy cho tôi về đoạn đường dài nhân nghĩa. Mỗi lời nói của ông tôi đều thấm thía, và chắc mọi người cũng đều muốn học hỏi ở ông. Vì đơn giản ông có một tấm lòng vàng luôn sẵn sàng cho đi tất cả mà ông cảm thấy cần thiết cho khi đã rõ tính. Như cái cách mà ông ba sống gian dị khiêm nhường, ông luôn hướng về những điều đẹp nhất để tạo ra tinh thần tích cực tiến lên. Lời của ông tôi ghi khắc không quên, vật chất tiền tài không phải mục tiêu hành, mà hạnh phúc với ông là những điều tâm đắc về những việc làm nghĩa nhân khi còn sống ở trên đời. Còn đây ngàn lời ông luôn sẽ chia bao người cho khắp nơi điều khen, ông ba ở miền sen lòng nhân sáng ngời trong lòng người. Hữu xã tự nhiên là tấm gương ông Quỳnh nhắn bé, tên tuổi chẳng phô trương mà nổi tiếng khắp xa gần.